Hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2022, thứ hai tuần thứ 13 thường niên. Trích sách tiên tri Amos: Đây Chúa phán, vì ba tội ác của dân Israel và vì bốn tội, ta sẽ không rút lại quyết định của ta nữa. Vì chúng sẽ bán người công chính để lấy tiền, sẽ buôn kẻ nghèo khó để kiếm một đôi giày. Chúng đã dập đầu kẻ khốn cùng nghèo khó xuống bùn đất, chặn lối người hèn hạ, vì cả cha con chúng cùng tìm đến một cô gái để xúc phạm thánh danh ta. Chúng nằm lên đóng y phục thế nợ gần mỗi bàn thờ. Chúng uống rượu của kẻ chúng đã bắt nộp phạt ngay trong ngôi chùa vị thần chúng thờ. Ta đã tiêu diệt dân Amore trước mặt chúng. Dân ấy cao lớn như cây bá hương và cường tráng như cây sồi. Ta đã tiêu diệt từ hoa trái trên cao đến tận gốc rễ dưới thấp. Chính ta đã dẫn các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, dẫn dắt các ngươi suốt 40 năm trong sa mạc để các ngươi chiếm lấy đất Amore. Này, ta sẽ đè nặng trên các ngươi, làm cho các ngươi rên xiết như tiếng rít của một chiếc xe chở đầy cỏ bị kẹt. Người mau lẹ cũng sẽ không trốn thoát được, kẻ mạnh sức cũng không dùng được sức mình, kẻ căng trường cũng không thoát chết, người mang cung nỏ cũng không đứng vững, kẻ lanh chân cũng chẳng chạy thoát, người kỵ mã cũng hết đường trốn tránh, kẻ can đảm nhất trong muôn người can đảm trong ngày đó cũng sẽ phải trốn thoát mình trần. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy am hiểu điều đó hỡi những người quên Thiên Chúa. Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huân lên, và miệng ngươi thường nói về minh ước của ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giao huân và ném bỏ lời ta lại sau lưng. Hãy am hiểu điều đó hỡi những người quên Thiên Chúa. Gặp tên trộm cắp, ngươi liền bên gốc chạy theo, và ngươi đồng lõa với những kẻ ngoại tình. Ngươi buông miệng để tha hồ nói sâu, và lưỡi ngươi theo dệt những chuyện gian ngoa. Hãy am hiểu điều đó hỡi những người quên Thiên Chúa. Ngươi ngồi đâu là buông lời nói sâu anh em, làm tủi nhục cho người con cùng mẹ với ngươi. Ngươi làm thế mà ta đành yên lặng. Ngươi đã tưởng rằng ta giống như ngươi, ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Hãy am hiểu điều đó hỡi những người quên Thiên Chúa. Hãy am hiểu điều đó hỡi những người quên Thiên Chúa. Kẻo khi ta bắt mang đi thì không ai giải thoát cho. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trong kính ta. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Hãy am hiểu điều đó hỡi những người quên Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia. Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng bày quanh người, thì người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một lục sĩ đến thưa người rằng: Lạy thầy, bất cứ thầy đi đâu, con cũng xin theo thầy. Chúa Giêsu trả lời: Con chuồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Một môn đệ khác thưa người rằng: Thưa thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Chúa Giêsu trả lời: Con hãy theo ta và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Theo Chúa đừng tính toán. Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Matthew chương 8 câu 22. Suy niệm: Có người thường bị ảnh hưởng, lôi cuốn bởi ngoại cảnh, những việc, những người sống chung quanh mình. Vì vậy, đi theo làm môn đệ Đức Kitô đòi hỏi ta phải vừa can đảm lẫn hy sinh, can đảm để vượt qua tiếng thị phi.
hy sinh để từ bỏ những gì quen thuộc với mình. Một bạn trẻ muốn đi tu có khi phải trải qua kinh nghiệm đó, chấp nhận bị chúng bạn gièm pha, cũng như phải vui vẻ hy sinh cuộc sống tiện nghi, ấm cúng của ơn gọi gia đình. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy, để làm môn đệ Ngài, ta phải chấp nhận. Thứ nhất, sự phiêu lưu, tính liều lĩnh. Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ dựa đầu. Thứ hai, tính dứt khoát, không do dự. Hãy để cả chết trong cả chết, còn anh hãy theo tôi. Theo Chúa là một hành trình kéo dài cả cuộc đời, đòi hỏi ta đón nhận cái giá rất đắt của người môn đệ. Vị Chúa đóng đinh, để rồi có thể vui hưởng khúc ca Alleluia với đấng phục sinh. Mời bạn, do đó bạn không nên quá bận tâm tính toán hơn thiệt khi làm người môn đệ Chúa. Vì một khi Chúa gọi bạn, dù sống hơn gọi tu trì hay đời gia đình, Ngài sẽ ban ơn đủ cho bạn. Vấn đề là bạn có xác tín bước khởi đầu ơn gọi nào cũng đòi hỏi sự quyết tâm dấn thân. Thế nhưng không có vinh quang nào sánh bằng khi bạn kết thúc hành trình ơn gọi ấy. Sống lời Chúa là người sống đời gia đình hay bậc tu trì. Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày, cầu xin cho mình luôn trung thành với ơn gọi ấy. Cầu nguyện, lạy Chúa, xin ban cho con biết vì Chúa mà cho đi không cần tính toán. Nhờ đó con có thể phụng sự Chúa cách quảng đại hơn mỗi ngày. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Con chim trong bàn tay. Người Ba Tư có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Ngày xưa, tại quảng trường của một thành phố nọ, có một nhà hiền triết xuất hiện và tuyên bố giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của bất cứ ai đến phấn ké. Một hôm, giữa đám người đang say mê lắng nghe nhà hiền triết, có một mục tử từ trên núi cao đến, nghe tiếng đồn về sự thông thái và khôn ngoan của nhà hiền triết. Anh muốn chứng kiến tận mắt, nghe tận tai và nhất là để hạ nhục nhà hiền triết giữa đám đông. Anh tiến đến gần nhà hiền triết, trong tay bóp chặt một con chim nhỏ. Anh đặt câu hỏi như sau: Thưa Ngài, trong tay tôi có cầm một con chim. Ngài là bậc thông thái, biết được mọi sự. Xin Ngài nói cho tôi biết con chim tôi đang cầm trong tay sống hay chết. Nhà hiền triết biết đây là một cái bẫy mà người mục tử tinh ranh đang giăng ra. Nếu ông bảo rằng con chim đang còn sống, thì tức khắc người mục tử sẽ bóp cho nó chết trước khi mở bàn tay ra. Còn nếu ông bảo rằng con chim đã chết, thì lập tức con người không minh ấy sẽ mở bàn tay ra và con chim sẽ bay đi. Sau một hồi thinh lặng trước sự chờ đợi hồi hộp của đám đông, nhà hiền triết mới trả lời như sau: Con chim mà ngươi đang cầm trong tay ấy, sống hay chết là tùy ở ngươi. Nếu ngươi muốn cho nó sống thì nó sống, nếu ngươi muốn cho nó chết thì nó chết. Ai trong chúng ta cũng khao khát hạnh phúc, ai trong chúng ta cũng mong ước được cuộc sống an bình, vui tươi. Nhưng lắm khi chúng ta chạy theo chiếc bóng mờ ảo của hạnh phúc hơn là hưởng nếm chính hạnh phúc đang cầm trong tầm tay của chúng ta. Hạnh phúc đích thực chính là con chim mà mỗi người chúng ta đang có ở trong lòng bàn tay. Con chim ấy sống hay chết là tùy ở mỗi người chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được an bình hay không là do chính chúng ta. Hạnh phúc đích thực của chúng ta, niềm vui đích thực của chúng ta chính là Thiên Chúa. Nếu chúng ta để cho Thiên Chúa chiếm ngự, nếu chúng ta để cho Thiên Chúa lấp đầy, thì cho dù ngoại cảnh có là bầu trời đen tối đi nữa, chúng ta vẫn cảm thấy an bình, hạnh phúc. Ý thức được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, để cho Chúa chiếm trọn tâm tư, lấy Chúa làm tất cả trong cuộc sống, chúng ta sẽ có được niềm vui đích thực. Bài trích sách lẽ sống.